gia nhằm hưởng ứng năm dữ liệu số quốc gia năm 2023, thực hiện công tác chuyển đổi số gắn với xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Quyên Cờ Đỏ vừa ra mắt mô hình thí điểm thu phí trực tuyến tại quỹ ban nhân dân xã Đông Hiệp. Tại buổi lễ ra mắt, đại diện VNPT Cần Thơ báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ phần mềm thu phí trực tuyến và thực hành thao tác thực tế thu phí trực tuyến từ lúc thực hiện hồ sơ đến tiếp nhận xử lý thu phí và trả kết quả. Mô hình mang lại nhiều lợi ích như tiết kiệm thời gian, dữ liệu chính xác, giảm thiểu sai sót, dễ dàng kiểm tra, kiểm soát được khoản phí đã thu. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện tốt kế hoạch về công tác cải cách năm 2023 và chuyển đổi số trên địa bàn.